Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện oán hồn bị phong ấn của tác giả Khả Hân. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màn đêm buông xuống từ lúc nào khi mà trời vừa tối bên ngoài bắt đầu mưa giả dích xa xa còn vang vọng lại tiếng sấm nổ ì ầm thư mở thoang hai cửa sổ nhỏ nhỏ tối nào cô cũng làm vậy rồi trời giá lạnh hay nóng nực cũng vậy từ nhỏ cô đã có một cái tật xấu là buổi tối không bao giờ dám ngồi một mình trong phòng kín nếu không mở cửa sổ cô sẽ không thích yên lòng sẽ sợ hãi và có cảm giác ngạt thở thực ra không chỉ trong phòng mà tất cả những nơi quá kín như thang máy máy bay đều khiến cho cô bất an nên cô luôn tránh né hết mức có thể. Cái hội chứng sợ không gian kín này khiến cuộc sống của cô có rất nhiều bất tiện. Thư ngồi xuống bàn bên, lần đầu tiên mở máy tính sau nhiều ngày qua. Khi khởi động xong cửa sổ Facebook tự động mở ra, cô nhìn thấy ngày cái tên Thảo trong bụng những người online. Cậu đây rồi, mình chờ mãi. Cửa sổ chất hiện lên Thảo gửi thêm một ai cần mặt cười. Mình vừa tắm xong cậu đang làm gì vậy? thường với tay lấy cốc cà phê uống một ngụm Trời mưa mà lai dai một ly cà phê nóng Chẳng phải là quá tuyệt vời hay sao Mình xem phim thôi Nè sắp tới hè rồi Mình có ý này không biết cậu có muốn tham gia cùng không Chuyện gì vậy Bên kia sóng bà chấm đang nhập chữ hiện lên rất lâu Phải có vài phút thù mới nhận được tin nhắn Quê mình có một cái khu đất trống rộng Để bò không cống phí mình nghĩ hay là chúng mình bắt tay vào thiết kế một homestay bởi vì xung quanh đó nhiều nơi cảnh rất đẹp vô cùng thích hợp đi chơi chụp hình quay phim ở trong đó còn có một chiếc hồ nhỏ bọn mình có thể cải tạo nó thành hồ bơi cậu thế thế nào một luồng chớp xé rạch màn đêm chiếu sáng khung cửa sổ trước mặt thu giật mình nhưng những dòng tin nhắn kia ngay lập tức như có ma lực hút dính cô vào vậy mình thấy khá ổn đó phần thiết kế mình sẽ lên kế hoạch chi tiết. Phần quan trọng nhất là vốn đầu tư xin nhờ đại giao phương thảo, bản thân nhất của mình rồi. Thảo gửi lại hàng loạt ai kinh cười lớn. Hai người trò chuyện suốt cả một đêm, mãi tới gần lúc 3 giờ sáng mới tắt máy đi ngủ. Hai ngày sau, thu sách và lì ra khỏi nhà, bắt xe về miền Nam quê của Thảo. Ô tô rời khỏi tuyến đường cao tốc của thành phố, tiếp tục đi về phía trước chiếc cầu trên cao vắt ngang đường cao tốc sừng sững phía trên tràn đứng luồng chiếu sáng của mặt trời cả một khoảng ống dâm đổ xuống bao trùm cả con đường và xe cộ thua đèo kính dầm nét mặt hứng khởi hiện lên xe khách thả cô ở gần một con dốc lớn chờ một lát sẽ có taxi thua nhanh chóng lên xe chỗ cho cháu tới biệt thự xong mã ở đường hùng vương nhé chiếc xe rất nhanh đã đi xuống dốc rẽ vào một con đường nhánh chẳng bao lâu tiến vào một khu biệt thự. Đến trước một căn biệt thự riêng biệt kính cổng cảm hứng tự động mở xa, một tòa nhà mang phong cách kiến trúc châu Âu xuất hiện trước mặt. Thảo vội vàng chạy ra đón thu, nét cười hiền hiện trên đôi mắt hoa đào. Ôi trà ơi, sao lâu vậy tôi cứ chờ mãi. Thưa một tay kéo vali một tay khoác vai của bạn. Gì mà mong người ta hơn cả người yêu vậy, tớ bị nhớ mất một chuyến xe chỉ lâu hơn 20 phút thôi mà. Thảo nhớ bạn yêu một cái Đồ lươn lẹo này tôi được rồi Nhanh vào nhà đi Đồ ăn nấu xong cả rồi đấy Biệt thự to lớn như vậy Nhưng chỉ có bà của Thảo là sống ở đây Cần cháu trong nhà đi làm ăn xa Hoặc là định cư ở nơi khác Chỉ những dịp nghỉ hay lễ tết Mới về đây để tụ tập Đây là một căn biệt thự Có 4 tầng trên mặt đất Và hai tầng hầm Tổng diện tích là hơn 700 mét vuông Bên trong biệt thự có thang máy chuyên dụng. Mấy năm gần đây, dỗ mốt lắp thang máy trong gia đình. Bà Tâm bà nội của Thảo vừa nhìn thấy Thu thì liền tươi cười với gọi. Thu đấy hả? Lâu lắm rồi mới gặp cháu, dạo này xinh đẹp trắng trèo hẳn ra. Thư vội chạy tới ôm đi bà Tâm như thể một đứa cháu lâu ngày không được gặp bà vậy. Cháu nhớ bà quá, bà trông trẻ đẹp hơn cháu nhiều đấy. Khi còn bé này, Kheo miệng thế thì chết hết con nhà người ta rồi. Bà Tâm cười vui sướng Thảo đứng lên bĩu môi một cách ghen tị. Cháu ruột của bà đây mà chưa bao giờ thấy bà yêu thương cháu như vậy. Bà Tâm định cười lớn. Cháu phải xem lại mình đấy. Cháu đâu có yêu thương bà như bé Thu. Con bé này mới là cháu của bà, xinh xắn dịu dàng y như là bà hồi trẻ. Chứ cháu vừa xấu tính vừa nóng tính, không có giống bà chút nào. Thôi được dìm hùa cùng bà chiêu bạn. Cô cháu nuôi kia, đừng có hòng chia rẽ bà cháu tôi nha. Thảo nhích mép cười nhạt. À, cái con bé kia có giỏi thì đứng yên đó. Ôi bà ơi cứu cháu, có người định ám sát cháu kia. Ngôi biệt thự thường ngày ảm đạm ắng nghè là như vậy. Hôm nay lại nhộn nhịp vui vẻ hẳn lên. Qua một lát bà Tâm cuối cùng cũng ngăn được hai cô gái lại kéo vào trong bàn ăn. Thôi nào, đến giờ ăn cơm rồi hai đứa không thấy đói hả? Không nói thì thôi nói đến thì ngay đập tức bụng của hai cô gái liền biểu tình dữ dội. Ba người đang chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuyện trò ở bên ngoài. Mấy phút sau thì một người phụ nữ đeo đôi guốc cao một phân gõ gạch cạnh trên nền nhà nhõng nhẽo rồi đi vào. Cháu chào ba ạ À. Ba người đang ngồi ăn phải kiềm chế lắm mới không nôn ra ngoài. Cái mùi nước hoa sặc sủa của người phụ nữ này còn ghi hơn cả mùi xe khách hay là thứ mùi nồng trên máy bay đối với người lần đầu tiên trải nghiệm. Ồ, sao bà không có đợi chúng cháu về cùng ăn? Cháu mua nhiều hải sản lắm nè. Bà Tâm tỏ ý ghét bỏ ra mặt nói dĩu. Chờ anh chị về thì tôi có chết đói. Tôi đã bảo không thích bày vẽ mà cứ tha lắm về đầm gì quay ăn đâu. Người phụ nữ kia đặt đống đồ trên bàn sau đó nhanh chóng tiến lại gần chỗ của bà Tâm. Bà ơi, chúng cháu mua toàn đồ bổ cho bà đó. À thế ra ý của chị là tôi yếu lắm rồi Sắp đi đấy rồi có phải không Người phụ nữ vội vàng thanh minh Ô sao bà lại nói vậy bà hiểu là ý cháu rồi Thảo ghé vào tay của Thu rồi nói Đây là hoài và sắp cưới của anh Dương anh họ mình Chị ta xấu tính lắm Cả nhà mình không có ai ưa cả Thời gian ở đây cậu cố gắng đừng tiếp xúc với chị ta nhé Thâm độc như rắn đấy Nếu mà chị ta cố ý làm khó cậu cứ bảo với mình hoặc bà cậu xưa giờ chứ hiền lành quá đừng có để chị ta bắt nạt thư gần gật nhẹ xem ra chuyến đi nghỉ dưỡng này có vẻ không mấy êm đềm một lát sau thì một người đàn ông trông cao giáo lịch lãm cùng bước vào trong nhà chào mọi người cháu chào, chào bà chào em nhé thảo ở còn đây là ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt của thu hiển nhiên vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng ấy đã khiến cho anh sững lại đây là thu bạn thân của em Dương lúng túng gật đầu chào, có vẻ cố gắng không để lộ rõ sự cảm mến của mình dành cho cô gái này trong lần đầu tiên gặp nhau. Ăn cơm xong mọi người ra phòng khách ngồi xem tivi và trò chuyện. Tuy nhiên thì cuộc trò chuyện đối đáp dường như đang cố tình cô lập lại hoài vậy. Cô ta chủ động chuyện với mọi người, nhưng ai cũng tỏ ra dừng dưng không đáp lại. Thưa cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, Mấy lần cô định đáp lại thì Thảo nhanh chóng nói chủ đề khác, khiến cho Hoài tức đến mức bỏ lên trên tầng. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đã, ngày mai bọn mình ra khu homestay xem thử nhé, tôi tin chắc rằng cậu ấy thích lắm. Thảo hấp hấp mắt cười nhìn Thu dáng vẻ vô cùng tự tin. Thu vỗ nhẹ bạn một cái, ai xa, cánh mắt tự đắc đó của cậu làm tớ muốn ra đó ngay bây giờ luôn đây này, buổi tối cũng diễn ra hết sức bình thường vẫn là cuộc trò chuyện của bốn người bà Tâm Thảo Thu và Dương vẫn là sự thờ ơ với người phụ nữ trên người sặc mùi nước hoa đó là Hoài. thì chỗ của Thảo Thu cũng biết được lý do tại sao mọi người lại không thích cô con dâu tương lai này Dương vốn dĩ không có tình cảm với Hoài nhưng vì bố cô ta là chủ tịch công ty lớn năm nào cũng rót vốn đầu tư vào công ty của Dương năm năm trước tình hình công ty không được ổn định có nguy cơ phá sản bố của cô ta ra điều kiện nếu muốn tiếp tục phát triển công ty dương phải đính hôn với hoài ông ta vô cùng yêu thương con gái thế tình cảm của con gái đặt hết lên người của dương mà không được anh hồi đáp lại cho nên mới ra điều kiện vô cùng khó chịu như vậy dương cũng tính tới tính lui đến khi không còn cách nào khác mới phải đồng ý hôn sự này Câu hỏi đó tính tình tiểu thư kiêu ngạo lại rất thâm độc. Các cô gái khác rồi chỉ hơn có một chút thân thiết với Dương, đều vì cô ta thuê người nhẹ thì cảnh cáo nặng thì đánh cho nhập viện. Dương nhiều lần tỏ ý khó chịu nhưng cô ta một mực khẳng định mình không hề liên quan gì đến những chuyện đó, khiến cho anh ta càng thêm chán ghét người phụ nữ này. Thu thầm nghĩ, bà sao Thảo lại dặn mình nhất định không đừng cho cô ta bỏ cơ hội tiếp cận mình, Người phụ nữ đó thật sự là vô cùng đáng sợ. Lấy điện thoại xem một lúc thấy buồn ngủ thu sò dép xuống giường đi vào vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt cô vội mình trong ổ chăn ấm và đặt lưng xuống là chìm ngay vào trong mộng đẹp. Hoàn toàn vứt hết những thứ ngoài lề sang một bên. Thế nhưng cô lại bắt đầu thấy ớn lạnh là một cơn rét lạnh đến tê tái xương thấu cốt. Rõ ràng là cô đang ngủ nhưng lại hệt như đang tỉnh vậy cô có thể cảm nhận được một ánh mắt có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô còn có một hơi thở bút giá khiến cô cảm thấy nhột nhạt thù thế mình dường như đang bị khống chế đồng thời rất nhanh sau đó đường hô hấp của cô dần bị tắc nghẽn cửa phòng của cô tự nhiên hé mở một bóng đen vụt nhanh qua chỉ trong tích tắc có một lúc thấy cơ thể đã bình thường trở lại thù xuống giường đi ra ngoài để xem xét sau một hồi kiểm tra khắp nơi vẫn không phát hiện điều dị thường nào cô lại tiếp tục nằm xuống ngủ nhưng mà lần này lại ngủ không vào cô nghe thấy tiếng ngáy của thảo ở phòng bên tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ tiếng kim đồng hồ tích tắc và còn có tiếng của ai đó đang khóc nỉ non âm thanh như không như có lúc to lúc nhỏ khi gần khi xa hình như là từ dưới lầu chuyển lên cho dù là người dễ ngủ như cô cũng không tránh khỏi việc bị đánh thức bởi tiếng tạm âm hỗn loạn và quỷ dị này. Cô giọng ta liên lắng nghe liền nhận ra tạp âm đã nhỏ dần, thì khóc thút thiết cũng trở nên mơ hồ. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà chỉ thấy chiếc đèn trần hình tròn u ám xám xịt. Bên trong còn chứa thi thể của một con thiêu thân khô queo khô quắt. Dây dán tường cũ màu vàng nhạt có hoa văn cổ điển như là dây leo không ngừng lan rộng. Thu nhà mắt quan sát hòa văn trên giấy dán tường. Từ một điểm nó dần dần khuếch trương sau đó thì xoay tròn rồi thu nhỏ lại. Nhìn một hồi giống như là một con mắt. Hết con mắt này đến con mắt khác. mòn con mắt tự động xoay tròn và chuyển động. Một cái bóng đen xoẹt qua. Nhanh như chớp của đưa tay đập bẹp kết thúc một sinh mệnh. Trần chừng một lúc thu đứng dậy đóng cửa sổ. Đêm hôm mà miền quê rất nhiều mũi và kiến cánh vò vè rất là khó chịu. Đóng cửa sổ vào là giải quyết được thứ âm thanh khiến người ta bực bội này rồi. Nhưng khoan đã. Trước khi cửa sổ đóng lại Thu liền cảm thấy hình như trong bụi cây phía dưới gốc cây to bên kia đường có bộn đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Cô vẫn luôn cho rằng cái giác quản thứ sáu của mình rất khá. Tin rằng đúng là có người đang theo dõi. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt thoát ẩn thoát thiện kia mới biết là không có gì cả lại là ảo giác ư bồi cây bỗng phát ra một tiếng soạt xe khẽ một con mèo đen bóng nhảy nhảy ra đôi mắt của nó như bóng đèn vàng phát trong đêm thờ phụ một cái thu định quay trở về giường thì bóng đầu tiếng khóc bàn nãy lại vang lên cô men men xuống dưới tầng cảm giác như không chỉ có mình cô ở trong bóng đêm đen đặc mắt của cô rất nhanh quen với bóng tối cô chồng thấy lờ mờ ở chỗ tiếp giáp giữa phòng ăn và phòng khách một bóng đen ở ngoài kia thì chiếc xe taxi đã vụt qua chiếc ánh đèn pha loáng qua cửa sổ cô thấy ánh lên một vệt sáng mờ bên cạnh như là bóng đen hình như là một con dao Thưa liền đứng chôn chân tại chỗ không dám động đậy cũng không biết nên làm gì cô thấy giận mình vì tâm trạng dối bời và khả năng tùy cứ ứng biến cũng mất theo sau khi hít một hơi thật sâu, bận công tắc đèn lên. Trong bếp, hoài mang một chiếc váy đèn đang đứng ở đó. Tay cô ta cầm một con dao nhỏ, đưa mắt về khóc mà ướt nhòe cả mắt ra, trông hết sức là kinh khủng. Chị, chị làm gì vậy? Cô ta bỗng nhiên hòa lên khóc nức nở. Không có ai lắng nghe tôi hết, anh Dương không cần tôi, tôi sống để làm gì chứ? Nói rồi cô ta liền vung dao lên đỉnh gắt cổ tay của mình. Thu vội vàng lao tới giận con dao, nhưng lưỡi dao sắc bén cứ một đường dài mười phân trên cánh tay của cô. Máu đỏ ra túa cả nền nhà, Thu riêng gì đau đớn ôm lấy tay của mình. Hoài sợ hãi ngã lùi ra phía sau rồi hét lớn. Cả nhà bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, vội vàng chạy xuống. Thu, Thu ơi, cậu sao như thế này? Anh Dương ơi, mau mau gọi cấp cứu đi. Thảo và Dương chạy xuống nhìn thấy một cành máu me đầm đìa thì vô cùng sợ hãi. Dương cũng nhanh chóng bấm số gọi cho bác sĩ, đoàn tìm hộp cứu thương làm công tác cứu vết thương cho Thu. Bà Tâm thì xuống sau nhìn thấy Thu là đi vì mất quá nhiều máu, tức giận vung tay tất hoài đánh bốc một cái. Đồ ác quỷ, cô muốn làm gì hả? Cô định giết người sao? Cô dám đồng vào cháu tôi, tôi không để yên cho người nhà các cô đâu. Hoài liên tục lắc đầu khóc lóc Không, không không phải cháu Dương không thèm nhìn cô ta liếc một cái Chỉ bận chăm sóc cho Thu Hoài chưa bao giờ thấy anh ta lo lắng đến như vậy Cái ánh mắt ngập tràn sự yêu thương kia Anh lại dành cho một người mấy lần đầu tiên gặp mặt Trước đây cực cũng bắt gặp ánh mắt đó của anh rồi Nhưng nó chưa bao giờ là dành cho cô cả Thu phải khâu 15 mũi nằm chuyển nước suốt hai ngày trời. Giữa lúc tỉnh dậy cô đã cố gắng giải thích với mọi người, đó chỉ là sự cố. Nhưng không một ai cảm thông với hoài cả. Nó ghét bỏ trong lòng của mọi người dày đặc đến nỗi, ai cũng nghĩ cô ta cố tình làm như vậy. Mình đã bảo cậu thế nào chứ, đừng có gặp lại gần chị ta, cậu thấy chưa? Thảo xoa so xoa so nhẹ cánh tay của Thu, đoạn nhìn thẳng ra ngoài cửa với một ánh mắt đầy thức giận. Đúng là đồ đàn bà đê tiện Cậu ở yên trong nhà cho đến khi khỏi hẳn vết thương cho mình Cấm có được đi đâu Mình với anh Dương sẽ túc trực bảo vệ cậu Thu nắm tay của bạn nhẹ giọng báo Được rồi Mình xin lỗi vì không nghe lời của cậu Nhưng mà Thảo biết thủ đỉnh binh vực cho hoài Còn lập tức ngắt lời của bạn Hôm đó mình lo cho cậu quá Nên không đánh cho chị ta được một trận Nhưng cậu biết không Cái tát của bà mình đỉnh lắm nha Đến bây giờ mặt chị ta vẫn còn sưng lên Không dám ra khỏi phòng Bà thương cậu lắm đó Lúc nào cũng nhìn cậu ngủ say rồi mới đi Thư gật đầu Giọng hơi lạc đi vì cảm động Mình biết mà Cảm ơn mọi người nhiều lắm Không có cậu với bà chắc mình chết mất Thảo cười khúc khích có vẻ rất là gian manh Còn anh Dương nữa Anh cũng lo cho cậu lắm đấy Thư động ngay được hàm ý Trong câu nói của bạn mình Tình cảm của Dương dành cho cô suốt một tuần nay Đến người ngốc cũng dễ dàng nhận ra Tại sao anh ta lại làm như vậy Chỉ là cô coi anh như anh trai của mình Không có lấy một tí suy nghĩ yêu đương nào cả Ở mãi trong phòng cũng chán Thu nói với Thảo muốn đứng ra ngoài cho khuây khỏa Thảo mới đầu không chịu Nhưng có Dương và bà Tâm cùng nói vào Lại thêm vết thương cũng đang lành trở lại Mới chịu để cho Thu ra ngoài vậy cậu muốn đi đâu nhưng mà mình phải nói trước nhé cậu ra ngoài sẽ có mình và anh dương đi cùng đấy cậu không được phép đi một mình đâu sự lo lắng của thảo có phần hơi thái quá nhưng ai bảo thu là người bạn thân nhất trên đời này của thảo hồi bé lúc còn đi học thảo đã bị các bạn trong lớp kỳ thị vì tính kiêu ngạo dễ hay nổi nóng ai cũng không muốn chung bàn với cô bạn nhà giàu kiêu căng ấy chỉ có thu là đối xử với thảo một cách dịu dàng không hề ghét bỏ xa lánh cô thảo mới đầu còn tưởng thu chơi chung với cô chỉ vì muốn lợi dụng tiền bạc từ cô nhưng sau thảo mới biết thu thực sự không thiếu tiền cơ bản này thậm chí còn có đầu óc tự lập rất vững vàng không muốn dựa vào gia đình mà muốn đi lên nhờ chính khả năng của mình thu ấp ủ ước mơ xây dựng một khu homestay cao cấp nhưng gần gũi với thiên nhiên cho mọi người một cảm giác không khí trong lành thoải mái tuy nhiên dự án mãi vẫn chưa thể hoàn thành vì cô chưa tìm được nơi nào ưng ý thảo ban đầu cũng chẳng thiết tha gì với những việc này nhưng khi biết được thu dồn hết tâm huyết vào dự án này cô cũng bắt đầu nghe ngóng hỏi han một địa điểm phù hợp và thật may mắn trong lúc than thở với bà tâm vì chuyện tìm chỗ xây dựng quá là khó khăn thì bà Tâm liền nói ngay với cô rằng ở đây vừa có một nơi rất thích hợp cho các cháu triển khai dự án này. Mình muốn ra khu đất mà cậu nói xem thử có được không? Vốn định à về đây bắt tay vào việc luôn, thế mà lại thành ra chậm tiến độ mất một tuần rồi. Thả biết rằng cô bản thân muốn đi, nhưng nhìn ánh mắt thả thiết của Thu là đủ hiểu, cô hết cách đành phải đồng ý. Được rồi, vậy à, chiều mát chúng mình qua đó thử xem nhé. Thu sung sướng ôm chầm lấy bạn của mình Lỡ động phải vết thương Miệng không ngừng suýt xoa Đấy cậu xem đi Bảo sao mà không yên tâm cho nổi chứ Khoảng 5 giờ rưỡi chiều Hai cô gái bắt đầu xuất phát Tới khu đất được bỏ trống Đứng tên của bà Tâm Nghe nói ngày trước nhiều người Cũng hay tới đây chèo thuyền câu cá ngắm cảnh Nhưng mà từ sau khi chức hồ nhỏ Trong khu đất đó Một đứa bé gái 8 tuổi bị chết thì hầu như là không có ai lui tới đây nữa. Thành ra là nó vẫn là khu đất bỏ trống, cỏ dài mọc cao đến tận đầu gối, mà đêm không khí xung quanh còn rất âm mù quỷ dị. Thảo vốn muốn đi sớm hơn một chút để lúc về trời khỏi tối. Thế nhưng mà Thu đã ngủ say rất quá, cô không nỡ mà đánh thức bạn. Muốn đợi khi nào Thu ngủ dậy thì mới đi. Thảo đề xuất là rời sang ngày mai hãy tới nhưng mà Thu bảo mình đã dễ dàng tận một tuần rồi không thể để đến mai. Thế nhưng mà hai người lại nhanh chóng xuất phát. Bãi đất cách biệt thự khoảng 20 phút đi xe. Cũng may là trời của mùa hè còn lâu mới tối. Thảo ước chừng là khi về cũng không bị quá muộn đâu. Trên đường đi thì thu mày mít quan sát hai bên đường xung quanh. Những ngôi nhà ở nông thôn này đều là kiểu nhà tường được làm từ gạch đất rất là phổ biến. mái ngói màu đen hơi cũ nát mái tường màu vàng đất dường như không thể bong chóc ra bất cứ lúc nào dường như có thể bong chóc ra bất cứ lúc nào mỗi chi tiết đều đang phản ánh lên độ tuổi lâu đời của các ngôi nhà ở đây cấu trúc của loại nhà tường này tương đối là đơn giản ngay sau khi cửa chính là phòng khách hai bên phòng khách là phòng ngủ bên phải phòng ngủ thông đến nhà bếp mà nhà bếp còn có một cánh cửa khác để ra vào thảo nói rằng ở đây cũng chẳng có mấy hộ sinh sống, người dân đều phần lớn là chuyển đi nơi khác hoặc là chỉ còn một vài gia đình sống khép kín, không va chạm với bên ngoài nên gần như là không bao giờ có thể thấy có người đi lại trên đường ở khu này. Thù thầm nghĩ nơi này mà làm địa điểm tham quan du lịch thì vô cùng nổi tiếng, chỉ riêng khoản lâu đời của các ngôi nhà ói nhỏ ở ngay bên đường không khiến cho toàn bộ chốn này có một sự hoài cổ mãnh liệt. Thêm vào đó đằng sau những ngôi nhà cũng sản sát nhau chè và trúc, không gian vì vậy mà càng trở nên thêm trong trẻo tự nhiên hơn rất nhiều. Để hết đoạn đường thôn khoảng 200 mét là tới khu đất trống. Ban đầu thu áng chừng là có lẽ cũng làm được khoảng 3 căn homestay rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nhưng ai ngờ đường khi bước xuống xe cô hoàn toàn bị choáng ngợp. Chỗ này phải xây đường tới 5 căn ấy. Màu nước hồ lại rất xanh và sạch. Bốn phía đều có cây cối tỏa bóng mát. Không thể tìm được chỗ nào phù hợp hơn với nơi này. Thực sự là ưng ý vô cùng. Đẹp quá luôn đó Thảo ơi. Mình muốn bung luôn lều ngủ ở đây quá. Thảo trước đây cũng chỉ nghe qua lời kể của bà. Nên đừng tận mắt nhìn thấy nơi này cũng không khỏi thốt lên. Ồ đẹp đấy, ngoài sức tưởng tượng của mình. Thổ dán mắt vào cây xà cừ gần hồ nước, thân cây khá lớn có treo một chiếc xích đu, hay như đã treo từ lâu lắm rồi. Cô tiến tới gần kiểm tra một lát, sẽ dây thường có vẻ vô cùng chắc chắn, rồi mới ngồi lên đu đưa. Thế quá dễ chịu thật đấy, ở đây giống như là thiên đường vậy. Thu nhắm mắt lại tận hưởng, cảm giác cuộc sống đẹp biết bao, nơi này đúng là nơi thích hợp để xua tan phiền muộn đang thiêu thiêu đắm nhìn với thiên nhiên cây cỏ đột nhiên một cơn gió thổi mạnh làm cho thu dùng mình tiếng lá cây xào xạc nghe giống như có sự tác động vào những tiếng động lạ phát ra từ phía hồ nước như thể có người đang ngộp lặn dưới đó vậy cô đứng dậy đi tới gần bờ nhìn ra phía chỗ nòi bọt trắng xóa ở giữa hồ yên lặng tập trung quan sát thảo ơi cậu tới đây xem nè Thư gọi bàn mắt vẫn còn dán vào hồ nước. Có một lúc không thấy bạn đáp lời, cũng không nghe thấy tiếng chân chạy lại. Thư mới quay người xem thử. Xung quanh không một bóng người, chỉ có chiếc xích đu là vẫn kéo kẹt đu đưa. Chắc cô bạn đi thăm thú ở chỗ nào rồi đó nhỉ? Thư thầm nghĩ đoàn quay lại với mặt hồ. Vừa ngoảnh đầu lại thu giật mình ngã ngồi xuống đất. Một cái đầu đen xì ngoi lên trên mặt nước, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí nhìn chầm chầm vào cô tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chân tay run lẩy bẩy vết thương cơ hồ như là muốn bung ra cái đầu đen xì ấy vẫn tiếp tục quan sát thu dường như nó đang xác nhận điều gì đó qua một lúc nó chồm hẳn lên khiến cho thu kinh hãi lùi lại chị ơi giúp em với tôi bất ngờ khi nghe thấy thanh âm ấy hóa ra đây chỉ là một đứa trẻ con chỉ khoảng bảy tám tuổi sao sao em lại ở dưới đó bố mẹ em đâu mau lên bờ đi kèo cảm lạnh Đứa trẻ chỉ mon men đầm mép hồ, khuôn mặt của nó tím bầm trông rất quái dị. Chị giúp em đi mà. Thúc này mới bình tĩnh hơn một chút hỏi lại. Em lên đây đã nào, chị kéo em lên nhé. Nói rồi cô tiến lại gần định kéo thằng bé lên thì nó lắc đầu không chịu. Không, em không lên đâu. Em phải cứu chị gái em. Cứu chị gái, vậy chị gái em đang ở đâu? Ở kia kìa, chị cứu giúp chị gái em đi. Em cầu xin chị đó. Sao, sao chị em lại ở đó? Thằng bé thi thể sợ thu xếp bỏ đi, bèn túng chặt tay cô mà kéo lại. Chị giúp em với, chị cứu chị em đi, chị ấy đang ở dưới đó. Thiếu bất ngờ vì bị túng chặt tay, muốn lùi lại mà như bị một sức nặng ngàn cân giữ lấy, không thể thoát ra được. Được rồi, được rồi, chị sẽ giúp. Mặc dù vẫn rất hoang mang về chuyện này, Trần đột ngột gặp thằng bé xa lạ này là vô cùng quỷ quái, nhưng thu vốn này mềm lòng. Hơn nữa lại nghe nó nói chị nó đã bị chìm xuống hồ, làm người ai lại thấy chít không cứu. Không chần chừ phu chóng xuống nước, bơi ra giữa hồ rồi lặn xuống tìm kiếm. Nước hồ ở bên trên nhìn thấy rất trong xanh, nhưng ai ngờ lúc lặn xuống dưới mới thấy màu xanh đậm của rêu trôi đầy ở trong nước. Thừa cố căng mắt tìm kiếm, nhưng không có ai cả. Cố lặn sâu thêm một chút nữa, nhưng rốt cuộc đến bóng dáng của một con cá cũng chẳng thấy đâu chứ đừng nói là người quái lạ tại sao trong hồ lại không có con cá nào chứ thư thầm nghĩ hai tay vẫn cố rẽ đám cây dại trong nước ra để tìm kiếm đúng lúc này có trông thấy một chiếc dương lớn nằm dưới đáy hồ cái hồ này không sâu lắm nếu nước trong xanh thì đứng trên hoàn toàn có thể trông thấy được bên dưới nhưng nó lại bị đám rêu dài che khuất Nước chỉ trong xanh bề mặt bên trên mà thôi. Nếu như không dẹp hết chúng ra, căn bản không thể thấy được dưới đáy hồ có gì. Thôi nhỏ anh người bơi xuống gần chiếc dương, giờ tay gia đình chạm vào nó thì bất ngờ bị kéo giật lên trên. Ở ngoài lên mặt nước tôi đã nhanh chóng hít lấy không khí để lấp đầy phổi. Vừa rồi lặn xuống khá lâu, Cô cảm giác bị chiếc dương đó thu hút đến mức không nhận ra là mình sắp cạn oxy. Thảo kéo cô vào trong bờ tức giận nói, Cậu bị điên à Tự nhiên nhảy xuống hồ làm gì vậy Đợi cả hai lên bờ sông Tôi mới kể lại chuyện ban nãy gặp thằng bé thào nhìn bạn một cách đầy khó hiểu Mình có thấy đứa trẻ nào đâu Tôi nhìn xung quanh một hồi Đúng là không có ai Rồi mới chỉ xuống hồ rồi nói Nãy nó mòn men ở gần bờ hồ này Trong nó cần thiết lắm Mình mới nhảy xuống tìm thử giúp Nhưng mà không có ai Chỉ có một chiếc giường dưới đáy hồ mà thôi Mình tò mò quá Sao người ta lại vứt cái giường đó xuống hồ chứ? Thảo cúp đầu của bạn một cái rồi lườm nhẹ. Đồ ngốc này ai nói gì cũng tin à. Nhờ đầu nó lại muốn hại cậu thì sao? Trên đời này không tin được ai. Ngoài mình và bà ra cậu biết chưa? Thù bật cười nắm tay của Thảo. Mình biết rồi. Lần sau mình cẩn thận hơn. À mà bạn nãy cậu đi đâu vậy? Mình vốn gọi cậu tới đây. Nhưng không thấy cậu. Nên mình đánh liều nhảy xuống. Mình buồn đi vệ sinh quá nên chạy ra đó giải quyết. Quay lại thì thấy cậu nhảy ùm xuống rồi. Mình sợ quá trời đó. Cái đứa ngốc này không bao giờ khiến mình hết lo. Thôi, trời cũng tối rồi. Bọn mình nhanh về thay đồ kẹo cảm lạnh. Đến lúc này tôi mới nhận ra cơ thể của mình đang run lên. Quần áo, đầu tóc đều ướt súng. Vết thường ở tay gầm áp lực nước. Giờ cũng thành nhói lên công ngừng. Ở ờ, về thôi, Trước khi rời khỏi khu đất thư còn cố ngoái lại nhìn thêm một lần nữa. Vẫn là không thể nào nhìn thấy bóng dáng thằng bé kỳ lạ kia đâu. Chỉ có một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, chiếc xích đồ lại bắt đầu đu đưa kéo kẹt. Bà Tâm thấy hai đứa cháu ướt nhẹ vào nhà thì lại thêm một phen xuất vó. Hai đứa này sao lại thành ra như vậy, mau đi tắm nhanh kẻo ốm bây giờ. Dương đang nấu ăn ở trong bếp cũng nhanh chóng chạy ra, thoáng thấy cánh tay của Thu vải băng đã bị ướt và bung ra thì liền kéo cô lại em qua đây anh băng lại cho lát nữa tắm tránh phần tay này ra nhé thư gật gù rồi cảm ơn rối rít riêng trùm khăn lên người của thu cho cô đỡ lạnh rồi cố gắng băng lại vết thương nhanh hết mức có thể lúc nhìn cô không hiểu sao hình dáng ướt nước này của cô khiến cho anh chàng rung động quần áo ôm sát vào người cô lại tôn lên một vóc dáng yêu kiều Dừng đầu mặt cúi đầu nói nhỏ Xong rồi em mau lên phòng đi Thưa cảm ơn một lần nữa rồi đi lên Chính cô cũng thấy bất ngờ Dường như hành động vừa rồi của anh Khiến cho lòng cô khẽ động Nhưng cô đã gạt ngày suy nghĩ không đúng mực đó Mà nước nóng đầy bồn tắm Hơi bốc lên ngột ngột chưa tắm Nhưng mà thu cảm thấy toàn thân dễ chịu Mỗi tức ra thịt đều được thả lỏng Trong lòng cũng thấy bình thản cô nằm xuống chỗ dốc của bồn tắm ngâm mình trong nước nóng hay mắt khép lại tiết lại về quãng thời gian dài vừa qua tuy công việc không mấy xuân sẻ nhưng cô may mắn vì nhận được sự trợ giúp của nhiều người đặc biệt là thảo thư từng nói đùa với thảo rằng nếu như cậu là đàn ông mình đã sớm yêu cậu đến quên mất bản thân của mình rồi thảo khi đó cũng đùa lại còn nếu như cậu là đàn ông mình sẽ không yêu cậu đâu cậu hiền lành quá không phải gu của mình thưa vừa nghĩ vừa mỉm cười thế mà cái tình bạn này cũng trải qua được 10 năm thật là nhanh quá nhanh đến mức cô tưởng lần đầu tiên gặp cô bạn tiểu thư kiêu kỳ này chỉ vừa mới diễn ra từ tháng trước rồi trong tâm trí của cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh của đứa trẻ trong hồ ở khu đất trống cũng mơ hồ cảm thấy trong bồn tắm có bọt nước nổi lên thưa mở to mắt nhộn người nhìn xung quanh phòng tắm nho nhỏ chẳng có gì khác thường rất yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng có một vài giọt nước rơi ra từ cái vòi chưa vặn chặt rơi xuống nước trong bồn tắm kêu thích một tiếng có thở vào lại nằm xuống ngâm mình trong nước cảm thấy cô đã nhạy cảm vô căn cứ một tiếng thách vang lên tôi sợ hãi mở to mắt của mình thấy hối hận tại sao vừa rồi lại không vặn chặt cái vòi chít tiệt vào lại là một tiếng thách một giọt đang rơi xuống trước mặt cô làn dài trên mặt nước trong bồn tắm cô dường như có thể khẳng định đây không phải là nước bình thường. Lại là một tính thách nữa, nhưng lần này là một giọt máu. Nước ấm ở quanh người cô bỗng nhiên lạnh ngắt, cơ rét run cầm cập, cò giò áp đến gần vòi. Giọt nước đang đọng ở miệng vòi chính là giọt máu. Cô giơ tay quệt rồi đưa lên người, một mùi tanh nhức mũi. Thủ trừa kịp kêu lên thì một thứ gì đó từ trên trần rơi xuống bồn tắm. Một tiếng tõm vang lên, nước trong bồn phút chốc nhúm đỏ máu tươi cô bật giày trong bồn tắm chỉ có bọt sữa nổi lên chứ không hề có vết tích gì của máu hóa ra là cô vừa ngủ thiếp đi tất cả chỉ là mơ mà thôi cây nhà tắm vang lên tiếng gõ cộc cập, cập, tiếng dưng vọng vào thu à em không sao chứ ờ à, em không sao em tắm xong thì xuống nhà ăn tối nhé Dòng của Dương từ Tốn vang lên thu vâng nhẹ một tiếng, lắng nghe bước chân của anh từ từ đi xa. Tắm dòng cô xuống dưới nhà ăn cơm tối. Thu mau lại đây, hôm nay anh Dương nấu nhiều món ngon lắm. Thảo với bạn lại nét mặt vô cùng mong chờ. Thật là ngại quá, cháu ở nhà đây lâu vậy rồi. Bà Tâm gấp ngày miếng mực chiên vào bát cho Thu rồi bảo. Sao cháu lại nói như vậy? Chúng ta là người một nhà cơ mà. Nói vậy bà giận cháu đấy, lúc này hoài cũng mới từ trên lầu đi xuống nhìn thấy thu thì tỏ vẻ vô cùng hối hận thu à chị xin lỗi vết thương của em sao rồi à, không sao đâu em ổn mà chuyện đã qua rồi chị đừng tự trách nữa hoài lại nhìn sang ba gương mặt còn lại trên bàn những ngày nấy đều lạnh thanh như người dưng nước lã khiến cô càng thêm âu sầu mọi người chỉ chăm chú vào một mình thu suốt một tuần nay vô hình chung khiến cho hoài bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ thù ghét Ngoài mặt cố tỏ ra quan tâm hối hận Nhưng trong lòng thực đã vô cùng gai mắt Những chuyện dưng làm vì thu cô ta đều rất trông thấy Vì vậy cô ta lại càng thêm bực bội hơn Cái gai này nếu không tìm cách nhổ ra Nó sẽ ghim mình cho đến chết Thế nào Hai đứa hôm nay đi xem xét được gì rồi Thảo trước hết đáp vội nói Chỗ đó khá là đẹp đó bà Vừa rộng vừa mát Cháu nghĩ có thể xây được bốn căn homestay không gian còn lại để làm sân vườn vui chơi. Thu gỗ tán đồng, trên đường về mình cũng đã cân nhắc thử, cho đó đủ xây 5 căn, nhưng 4 căn là hợp lý hơn cả. Đã có hồ nước rồi thì cần phải có sân vườn, đặt mấy bộ bàn ghế gỗ làm đi trò chuyện đọc sách uống trà, rất thư giãn và thoải mái. Bà Tâm nghe thích như vậy thì cũng hợp tình hợp lý. Khu đất đó các cháu cứ tùy ý xây dựng, bà sẽ đầu tư cho. Thu và Thảo cười tít mắt tranh nhau gấp đồ ăn cho bà. Thế hai đứa hôm nay là thích trời nóng quá hay là... Thế hôm nay hai đứa thích trời nóng quá cho nên xuống hồ tắm hay sao? Về nhà ướt nhà biết cả. Thảo liền đầy nhẹ vai cổ Thu mách tội với bà. Bà ơi tại cái con bé này này. Trời ấy bảo là thấy một đứa bé ở riêng hồ cứ này nì cậu ấy cứu chị gái của nó. Cho nên là cậu ấy mới xuống hồ luôn. Con chạy tới hốt hoàng một phen bèn nhảy xuống lôi cầu ấy lên rốt cuộc thì chẳng có ai ở đó cả thu liền ái ngại rồi ái bày tại cái thằng bé có vẻ cần thiết quá cho nên cháu không có suy nghĩ nhiều nhưng mà lúc lặn xuống dưới cháu có thấy một chiếc dưng gỗ ở đáy hồ trông có vẻ như là huyền bí lắm à mà có cái chuyện lạ lắm cháu không thấy con cá nào ở trong hồ cả tại sao lại vậy ai nấy đều ngồi đăm chiêu suy nghĩ Duy chỉ có hoài là nét mặt hơi tái đi. Một lát sau bà Tâm liền lên tiếng. Đứa trẻ đó trông như thế nào cho còn nhớ rõ cấm thư không cần suy nghĩ liền nói ngay. Mà nó tím bầm, tóc màu đen, hai mắt to nhưng rất là đỏ, có vẻ như đã ở dưới nước rất lâu. À mà đúng rồi, hình như là bên tay của nó có một vết sẹo nhỏ. Bà Tâm nghe xong thì giật mình kinh hãi. Không, không thể nào. Thu và Thảo đưa mắt nhìn nhau một cách đầy khó hiểu, rồi lại quay sang bà. Sao thế hả bà? Bà biết đứa trẻ đó hả? Cả bàn ăn rơi vào trong im lặng, không ai nói câu gì cả. Dường như là đến cả tiếng thở cũng cưng hồ bị mọi người ghim lại. Bà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bà và anh Dương đều biết vậy không? Dương liền thở dài, biết là kiểu gì cũng phải nói ra. Thực ra thì đứa trẻ đó đã chết cách đây 5 năm rồi. Thảo liền há hốc mồm còn Thu thì không khỏi dùng mình. Thế có nghĩa là Thu cậu ấy gặp ma sao hả? Bà Tâm liền nắm chặt lấy tay của Thu rồi bảo Mai bà cháu mình đi gặp thầy Pháp Nhờ thầy làm cho cái bồi chống ma quỷ Đừng lo, có bà ở đây Thu lúc này tim còn đập mạnh dữ dội nhưng mà nghe xong những lời đó thì tâm tình trở nên bình tĩnh hơn. Bà ơi, bà kể cho cháu nghe với. Rốt cuộc là có chuyện gì với đứa trẻ đó vậy ạ? À? Thảo cũng nóng lòng muốn biết. Trước đó hai người chỉ loáng thoáng nghe được rằng cái hồ đó có đứa trẻ bị chết đuối, chứ không hề biết sự tình ra sao. Bà Tâm nhìn cháu trai mình hồi lâu trong căn phòng ăn cái chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài đầy não ruột. Đứa trẻ đó đã gặp nạn đuối nước chết ở trong hồ từ 5 năm trước. Trước đó thì chị gái nó mất tích, hai chị em mất cha từ nhỏ. Một mình chị nó làm thuê nuôi nó suốt 8 năm trời. Hai chị em thương nhau nhiều lắm, cô bé ấy rất là xinh xắn, da trắng lại thông minh. Trước đây anh Dương cháu và cô bé đó có một thời gian quen nhau. Tình cảm của hai đứa rất là tốt đẹp, nhưng rồi một ngày kia cô bé bỗng dường bị mất tích có người nói là đã đi theo một người đàn ông khác bỏ lại thằng nhóc một mình ở thôn này thằng nhóc đi tìm chị nó không may bị ngã xuống hồ và chít túi giờ cũng không ai biết cô bé đó ở đâu cả không khí trong vòng ăn lúc này lại càng thêm nặng nề thu không cảm thấy sợ hãi nữa thay vào đó là thương cảm cho số phận bất hạnh của đứa trẻ kia bảo sao mà mọi người không đến hồ đó câu cá vui chơi Chắc hẳn là đã, đã bị đứa bé đó dọa cho sợ rồi. Bà Tâm dặn Thu nhất định phải cảnh giác, không được đi tới chỗ đó, cho đến khi nào có thể pháp cao tay giải quyết xong chuyện này. Dường là người lên vòng đầu tiên, tôi đoán chắc hẳn đối với anh, cô gái kia vẫn còn một chút gì luyến tiếc và đau khổ. Dọn dẹp giữa bắt xong xuôi thì Thu và Thảo cùng nhau về phòng. Hôm nay mình sẽ ngủ với cậu nhé, Thảo ghi sắt vào tai của Thu thì thầm, được có cậu mình thích yên tâm hơn. Hai cô gái cười khúc khích với nhau rồi chạy lên trên lầu, không biết được rằng dưới có một ánh mắt sắc lẹm đang phóng nhìn lên trên. Trời đêm không có sao cây cối xung quanh côn trùng im ắng lạ thường, không hề có bất cứ một tiếng động lạ, thành ra lại khiến cho Thu ngủ không ngon. Cô cứ nằm trần chọc suốt, quay bên này rồi lại đổi bên kia nhưng cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể tránh làm động đến thảo quái lạ thù nghĩ lại mọi chuyện xảy ra lúc chiều thấy dường như là trong câu chuyện năm xưa có điều gì uẩn khúc mà có lẽ bà tâm hay là dương cũng còn không biết thằng bé cứ nhất quyết khẳng định rằng chị gái của nó đang ở dưới hồ nhưng khi cô lặn xuống tìm thì lại chẳng hề thấy thứ gì ở trong đó cả Bỗng nhiên cạch một tiếng thu giật mình mở cửa sổ ra nhìn. Trước không cửa sổ chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện một con mèo đen. Con mèo có một cặp mắt màu hồ phách nhìn đăm đăm vào thu. Vốn cả thích động vật cho nên cô tích gần tính sợ con mèo một cái. Con mèo như là con linh tính ngẩng đầu lên nhìn cô. Bàn tay của thu đưa tới mèo đen bỗng nhiên động đậy. Cô kêu ái lên một tiếng giật bàn tay về. Cô nhìn về chỗ ngón tay đang dì máu Rồi nhìn lên con mèo đen liếp mép trước mặt Chẳng biết vì sao cô bỗng thấy rợn cả người Ánh mắt của con mèo nhìn cô Có một điều gì đó quái lạ và lạnh lùng làm sao Chồng chả giống con vật tí nào Thu ơi Lại thêm một vé nữa giật mình Thu quay đầu lại Thì ra đó là Thảo đang nói mơ Cô yên tâm quay người lại thì chẳng thấy con mèo đen đâu cả. Lúc này căn phòng trống không, trong tất cả các xó xỉnh ngóc ngách đều đã tìm qua một lượt mà không hề tìm ra một con mèo nào. Là lùng thay cả vết thương ở ngón tay bị mèo cắn vừa rồi cũng biến mất không có dấu vết đâu cả. Thù nghịch mặt ra, cảm thấy từ chiều đến giờ cô gặp quá nhiều ảo giác. Cứ thấy rồi lại không thấy, tưởng phải mà lại không phải. Đột nhiên thì một nghĩ vụt qua trong đầu của cô Tưởng phải mà lại không phải Thấy rồi lại không thấy ư Lẽ nào Chị gái của thằng bé vẫn không phải là bạn vô âm tín Chị gái của nó không hề bỏ rơi nó mà làm Ngoài trời mưa vẫn còn giả dích Mà đường ướt nhẹp Thỉnh thoảng mới có bóng người qua lại vô cùng vắng vẻ Bà Tâm lúc 8 giờ sáng đã gọi cho Thu và Thảo dậy Rồi cùng đi tới nhà thầy Pháp Nhà thầy Pháp nằm tại một thị trấn cách biệt thự của bà Tâm khoảng 10 cây số. Trời âm mưu mở tối vì mây đen che kín bầu trời. Dấu hiệu của một cơn mưa lớn sắp sửa ập tới. Theo sự chỉ dẫn của bà Tâm, dừng lái xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ. Đó là một ngôi nhà kiểu tự xây, có sân khá phổ biến đã nông thôn. Trong sân treo lác đác vài cánh đèn lồng trắng tỏa ra những chùm sáng đầy lạnh lẽo một luồng gió lạnh lẽo thổi qua mấy chiếc đèn lồng trắng kẽ đung đưa những mảnh giấy đỏ vàng giống như là bùa treo khắp nơi cũng đang lung lay theo bỗng chốc khiến cho khoảnh sân thêm phần ma quái ngài nói ở nơi ở của những ông thầy này thường rất là cổ quái và có phần ghê dở, nay đừng tận mắt nhìn thấy quả như đúng như lời đồn giờ đã quen biết với bà tâm từ trước thầy pháp mà người ta thường gọi là thầy long nhanh chóng Nắm mắt được tình hình hiện tại Và những chuyện kỳ lạ Đang diễn ra với thua gần đây Thầy cũng đem chuyện Về chiếc dương kỳ lạ kia nói cho mọi người Cũng bày tỏ những suy nghĩ Của mình tối qua Cháu cho rằng chiếc dương đó Chính là nơi giam cầm cô gái ấy Mọi người anh ấy Đều hết sức kinh ngạc Dường như không thể tin nổi những gì Mình vừa nghe thấy Phải đi một chuyến thôi Thầy nói Chuyến này có thể sẽ rất nguy hiểm, người phải chuẩn bị thật tốt. Tiêm tối mùa mịt tiếng mưa rồi lên mái nhà giả dích. Bỗng vút lên thành tiếng chân người chạy uỳnh quịch, Cộng những tiếng xì xào như là có ai đó đang nói thầm. Đoàn người gồm có thầy Long, Thảo, Thu và Dương băng trên xe tiến về khu đất trống. Cần gặt nước hoạt động liên tục, cảm giác như là sắp đứt gãy ra đến nơi mà màn mưa xối xả vẫn dữ dội xả xuống mưa rát quá đi chậm lại một chút cho an toàn anh ạ à. Thằng ngồi ghế phụ lái quay sang nói với dương không được dương chưa kịp nói gì thì thầy long đã lên tiếng ngày mai là ngày giữ không thể làm lễ truy điệu vong nếu như tính toán của ta là đúng triệu vong nhất định phải làm trong giờ tỷ tối nay cho dù ngày mai không phải là ngày đại kỷ của âm thế thì thời gian của cô ấy cũng đã hết rồi. Phong hồn lưu lại quá lâu ở dân gian sẽ mãi mãi không thể siêu thoát. Trở đến mấy trăm năm sau thì oán khí chất thành sông núi. Đến lúc đó lại nguy cơ trở thành một màn mưa máu gió tanh. Giờ nghe những lời này thì không khỏi buồn ruồn cả chân tay. Nhưng vẫn cố sức bình tĩnh. Giờ vững tay lái tiếp tục tăng ga. Tiếp tục căng mắt ra nhìn đường đi tối đèn sầu hùn hút. Càng thấy gần khu đất trống thì tim của Thu lại càng khó chịu, cứ như thể một áp lực rất kinh khủng đang đè mạnh cô xuống, muốn bóp nát lấy quả tim của cô vậy. Thầy Pháp nhìn sang Thu, biết là tình hình hiện tại của cô cho nên liền nói tiếp. Để nhanh hơn nữa đi, cô gái này liên hệ đến trực tiếp hai oan hồn là dưới hồ. Nếu như không kịp thời phá giải mối liên hệ, cô ấy nhất định sẽ chết. Mưa không những ngừng mà còn dữ dội thêm rất nhiều, như thể là muốn ngăn cản bước đi của bốn người này vậy. Giờ tiếng gió gào gạt, tiếng hú của những bóng ma rừng rú lên gai người. Mãi gần một tiếng đồng hồ sau thì họ mới tới được khu đất trống. Thầy Pháp đã tính toán thời gian, lâu nhất mà họ tới được đây là khoảng 40 phút, bất chấp là mưa lớn. Thế nhưng mà cuối cùng đi mất 57 phút đồng hồ khiến cho ông không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Xung quanh bốn phía lúc này chỉ có những tiếng mưa lộp độp Tuy nhiên không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào Cơ hội lại càng khiến cho chuyến đi này thêm phần rùng rợn Thảo diều thu bước xuống xe Và đặt chân vào khu đất trống Thì thu liền ho lên một hơi dài Không khí lạnh buốt tràn vào trong đồng ngực Khiến cho cô muốn ngã quỷ xuống đất Thu cậu sao rồi Tôi gắng gần đứng dậy xua tay Không tớ không sao tớ tớ vẫn chịu được dương ngẩng đầu lên nhìn trời thở dài bỗng nhiên một làn chớp xẹt ngang đầu của anh dường như bị chặt cứng miệng ú ớ lên tiếng mọi người ngẩng đầu lên nhìn thảo ha hốc miệng dưới cái ánh chớp nhoáng nhoáng ấy họ nhìn thấy một tia sáng dữ dội rồi thẳng vào xuống giữ hồ nước không chậm chế được nữa phải làm ngay thôi thầy lòng đi ở phía trước ba người dìu phía sau rồi chạy theo một chiếc thuyền cũ rách buộc ở gốc cây xà cừ cạnh hồ mọi người nhanh chóng lên thuyền cái thuyền chồng chành như là muốn chìm xuống vì không chịu nổi sức nặng của cả bốn người thảo cháu đợi ở trên bờ để ba người chúng ta ra đó là được rồi cầm lại cái túi này nếu có gì nguy hiểm máy tùy cứ ứng biến tiếp cho chúng ta Thảo vẫn lo lắng về tình trạng của thu nhưng rừng đã tiến lại vỗ vào vai của em gái rồi bảo Đừng lo anh sẽ không để Thu xảy ra chuyện gì đâu Thảo lúc này mới yên tâm tiến lại trong bờ Nhìn mọi người đang xa dần Dương lúc này bắt đầu ném tay trèo Mở bỗng nhiên ngừng lại đột ngột Trong không gian lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng rẽ nước Tiếng gần sóng hòa ẩm thấp vào trong bờ Thu nén gần đau khắc khoải trong lồng ngực Cố đều mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một điều gì đó vậy Quả nhiên cách đó không xa, có một thứ gì đó mới nhô lên khỏi mặt nước vẫn còn nguyên vẻ đen xà mấy với vài chút bầm tím chỉ các là đôi mắt đang mờ chừng chừng hai khoe mắt có vệt đỏ như là hai hàng lệ máu không sai chính là thằng bé chít đuối ở dưới hồ có liền nhẹ gật đầu hai ánh mắt giao nhau dường như nó cũng biết được ý định của mấy người ngồi trên chiếc thuyền kia thời gian như là hạt xương xuôi theo thân lá dường như dừng lại nơi ngọn lá nhưng lại có thể rơi bất cứ lúc nào nhất là ở trong đêm khuya dường nhanh chóng chống trèo thuyền ra giữa hồ trời nổi gió lớn thu thoáng người thấy một mùi thanh rất dày bụng tiếp tục khó chịu cô cố gắng nhịn lại nhưng thứ mùi thanh ngày càng nồng cô như thể không khống chế được nữa đồ ăn trong dạ dày Đang vọt lên đến tận cổ họng thôi nôn thốc nôn tháo ra ngoài nước mắt chảy dòng dòng xanh như là tàu lá chuối nhưng nôn ra một thứ cảm giác cơ thể dễ chịu hơn nhiều mặc dù vẫn mệt mỏi và đau nhức khắp mình nhưng cũng còn đỡ hơn bàn nãy rất nhiều thuyền bỗng nhiên đồng vài một thứ gì đó ba người theo quán tính nhào tới trước mấy bước nhưng mà trên mặt nước chẳng có gì dường như tay trèo đi lên xem xét mặt nước vô cùng tĩnh lặng cậu lặn xuống đó đi Thầy Long đưa cho Dương một sợi dây thừng dưới nước rồi dặn. Khi nào mà thấy cái Dương cậu ấy buộc nó lại, chúng ta sẽ kéo nó vào bờ rồi vớt nó lên. Nhớ kỹ, cho dù là thấy bất cứ một ảo cảnh nào, cậu cũng phải nhớ rằng cô gái đó đã chết. Không thể thay đổi được chuyện đang diễn ra trong quá khứ. Nếu mà cậu chậm một giây thì cậu sẽ hại chết cô bé đó. Dương nhìn sang thu với một ánh mắt nửa buồn lo âu nửa lo lắng Dường như là tình cảm của anh đối với cô ngày một thêm sâu đậm, mặc dù anh biết cô không hề có ý gì với mình. Vâng, cháu cháu hiểu rồi. Dương cởi giày và áo ở lại trên thuyền, rồi nhanh chóng nhảy ùm xuống nước. Thu cuối cùng cũng thở ra được một hơi, ngồi giữa lưng và lòng thuyền, cô ngửa mặt nhìn lên trời, trong lòng niềm a di đà Phật, cầu mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tay thì không ngừng lòng mồ hôi chảy dài ở trên trán. Chẳng ngay phút sau thì Dương ngay lập tức ngoi lên. Thế nào rồi? Thầy Long liền vội hỏi. Dương vút nước trên mặt thở phì phò rồi đáp. Cháu đã tìm kỹ rồi nhưng mà không thấy cái Dương nào cả. Thầy Long liền lắc đầu bảo. Không thể nào oán khí này rất lớn. Một mình thằng bé chết đuối không thể tạo ra thứ âm khí kinh khủng như vậy. Cháu chắc chứ? Dương liền gật đầu mạnh thân thể ở trong nước không ngừng run rẩy cháu chắc chắn mà ngẫm nghi một hồi thầy long liền nhếch mép cười rồi nói ta biết rồi con người đã nhanh hơn chúng ta một bước phụ chú tàng hình cho cây dương đó mục đích là muốn không ai có thể tìm ra được nó nhưng mà hắn ta đã coi thường thực lực của ta quá rồi đoàn thầy rút trong người sang hai lá bùa đỏ chồm vào hai ngón trỏ và ngón giữ vẽ mấy đường sáng lên rồi đưa cho dương Cậu xuống gần tay đáy thì nắm lấy sợi dây thừng mà giật giật mấy cái. Ta sẽ chuyển dài phù xuống qua dây. Cậu ở in đó rồi nhanh chóng tìm cho ra cây giường đó. Giường vừa lăn xuống vài giây thì sợi dây buộc trên thuyền cũng đã lay động vài cái. Thầy Long liền niệm chú ngữ, mắt nhắm chặt lại, không hay bàn tay liền rồi bất ngờ mở ra. Một luồng năng lượng giải phóng thẳng xuống đầu sợi dây thừng. Dương cầm hai lá bùa trong nước rất nhanh có sự biến chuyển anh cảm nhận được năng lượng từ sợi dây cầm đầu dây ở dưới dí, dí mạnh vào hai lá bùa tức thì cháy bùng lên ở trong nước một cơn sóng gió to lớn xuất hiện y hệt như là trận đại hồng thủy tan tỏa ra lập tức xua tàn đi tất thảy những phù chú thiết lập trước đó đám rêu dài như là thể được thanh tẩy từng chút từng chút một tan biến vào trong nước Dương không khỏi cảm thán vì những sự thần kỳ vừa diễn ra trước mắt của mình. Anh nhanh chóng cũng lập tức nhớ ra nhiệm vụ của mình. Quay người lặn sâu xuống đáy hồ thân thoát. Đêm tối mặc dù gần như không thể nhìn thấy được gì. Nhưng vừa rồi luồng sáng phát ra từ sự di thần vẫn còn xuất lại chút ít. Đủ để cho anh tìm thấy thứ mà mình mong muốn. Kia rồi, chiếc dương gỗ buộc đầy xích sắt và hai dài bùa bằng vải quấn đều xung quanh. Dương bẩn thần trong giây lát, anh không thể tin được rằng chồng chiếc Dương này chính là người con gái mà 5 năm trước anh đã từng yêu. Vừa chạm vào sợi xích sắt, thì chiếc Dương lập tức dùng lên dữ dội. Như thể là thứ trong đó nhận biết được người bên ngoài này là ai. Một loạt những hình ảnh trong quá khứ bất chợt ùa về, chảy trôi như là một thức phim quay chậm diễn ra trong trí óc của Dương. Anh nhắm mắt lại hồi tưởng về ngày hôm ấy, Ngày cuối cùng mà anh nhìn thấy tuyết phương Trong căn phòng lớn sạc mùi khói thuốc Không khí vô cùng căng thẳng Ai nấy vẻ mặt đều hết sức đăm chiêu Khi nghe Dương nói rằng Anh muốn cưới tuyết phương làm vợ Nhưng mà phản ứng của tất cả mọi người trong căn phòng Gồm có bố mẹ anh và cả ông thịnh bố của Hoài đều rất nghiêm trọng Tại sao con lại đột ngột nói chuyện này Mà không thương lượng trước với bố mẹ Hôm nay bác thịnh tới đây là đề bàn chuyện hôn sự của con với em hoài Con không thể vì không muốn thích con bé Mà lại chọn đại một người để cưới được Ông Thịnh hờ một tiếng nhìn một lượt từ đầu đến chân của Tuyết Phương Tôi thật sự là không hiểu mắt nhìn người của cậu có vấn đề Hay là cậu cố tình cho qua loa xong chuyện nữa Con gái tôi nhìn đâu cũng thấy hơn đất còn rách dưới ở quê mà cậu đưa về Thật chả ra làm sao cả Thiết Vương nép sát vào người của Dương ánh mắt vô cùng buồn rầu. Em là người anh yêu, đừng lo gì cả có anh ở đây. Cậu Dương đúng là biết thương hòa tiếc ngọc đấy. Nếu như mà cậu bỏ ra thêm chút tiền, chắc chắn cô ta chịu ngủ chung với cậu. Ông Thịnh cháy nhào cười lên một tiếng. Còn có người không cần trả tiền vẫn tình nguyện lên giường với tôi đấy. Tôi thì lo gì chuyện đó chứ. Ông Thịnh biết là Dương đang ám chỉ con gái cảnh vàng lá ngọc của mình tức đến mức mà đỏ mặt lên như là con gà chọi nụ cười trông biếm trên mặt của dương rất là sâu khiến cho hoài đứng bên cạnh cũng thấy e rẻ. bất kể mọi người cảm thấy thế nào thì ý còn cũng đã quyết còn sẽ lấy tuyết phương làm vợ gương mặt xinh đẹp của hoài trở nên cứng đờ và căng thẳng nét mặt đau buồn thê lương như là hiện lên bên khóa miệng của cô nhưng sau chốc lát ánh mắt ấy đã hoàn toàn thay đổi con đã lại để một lát chúng ta sẽ nói rõ chuyện này. Dương Toàn bước ra ngoài cửa nhưng đã bị bố mẹ của anh cản lại. Anh dịu dàng nhìn người con gái của mình rồi nói Em ra xe chờ anh nhé, một lát nữa anh sẽ tới. Tuy mày của Hoài nhíu chặt lại một tia sáng sắc bén và hung ác lóe lên dưới đáy mắt. Cô lén lút đi ra theo tuyết phương ra bên ngoài. Đoàn ra hiệu cho hai người nấp sẵn ở hai bên, chùm vào bao đánh ngất cô, bỏ lên xe của mình, rồi nhanh chóng đi xe ra khỏi nhà của Dương. Đêm hôm đó cũng là một ngày mưa to gió lớn, chiếc xe của Hoài Thằng tiến lái đến một bãi đất trống có hồ nước kia. Một lão pháp sư già đang đứng đợi sẵn ở đó. Thầy, con muốn thầy phong ấn cô ta lại, để cô ta mãi mãi không được nhìn thấy anh ấy. Con muốn cô ta phải đau khổ, phải trả giá thật đắt vì đã cả gan quyến rũ người yêu của con. Lão pháp sư nhếch mép cười, đoàn xe người bỏ tuyết phương vào trong một chiếc dương gỗ màu nâu sầm khóa chặt lại rồi dòng xích lớn xung quanh chiếc dương sau đó tiếp tục dán thêm hai lá bùa nền vàng chữ đỏ lên dây xích lão niệm phủ chú một hồi lâu thì phương ở trong chiếc dương đã bắt đầu tỉnh lại cô ra sức gào thét điên cuồng cố gắng đập mạnh từ bên trong thế nhưng mà chiếc dương không làm sao mà có thể mở ra được được rồi ném nó ra giữa hồ đi Hai người đàn ông do hoài thuy tới lập tức ra dạ lệnh cho lão pháp sư chèo thuyền ra giữa hồ rồi ném mạnh chiếc rừng xuống dưới. Phương vùng vẫy trong vô vọng rồi nhanh chóng bị nước tràn vào làm cho ngạt thở mà chết. Nào ngờ những hành động này của mấy kẻ sát nhân đã bị cậu em trai 8 tuổi của Phương nhìn thấy. Nhà cậu vốn dĩ ở gần khu vực này. Này đẹp trời muốn ra hồ câu cá ai ngờ lại bắt gặp được cảnh chị gái của mình nhẫn tâm đem bị giết. Cậu xông ra muốn cứu chị, thì bị lão thầy pháp sư túng chặt cổ áo lôi ngược lại. Thằng bé quay người cắn mạnh vào trong tay của lão, khiến cho lão phải đau đớn mà buông tay ra. Mẹ kiếp cái thằng danh con này. Thằng bé liền nhào xuống nước đình cứu chị thì bị hoài chợt lao tới, diệm mạnh nó xuống nước. Nó liền vùng vẫy không ngừng, bọt nước cũng bị bọp trắng xóa nổi lên trên mặt hồ. Qua vài phút thì mọi động tác của thằng bé dần dần ngừng lại. Hoài lúc này mới buông tay, lào đào lùi lại đằng sau, dường như cũng không thể tin được chính tay của mình vừa giết người. Trời lúc này cũng vừa tối, bốn người mau chóng xóa sạch dấu vết, rồi rời khỏi hiện trường. Về phần của Dương thì lúc anh đi xe ra thì không hề thấy tuyết phương đâu cả gọi cả điện thoại cũng không có được. Hỏi han mọi người thì cũng đều nhận được câu trả lời thất vọng, y như nhau. Và cứ như vậy cô gái mà anh yêu đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của anh. giường ngầm ngồi ở trong hồ nước, mọi bí mật nằm nằm trước vừa chảy trôi hết trong đầu óc của anh, mắt của anh trào lệ. Một đôi bàn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cho anh, hình bóng quen thuộc kia một lần nữa trở về ngay trước mắt của anh tuyết phương anh dương em nhớ anh nhiều lắm bây giờ cuối cùng chúng ta cũng được ở bên cạnh nhau làn môi của tuyết phương xinh đẹp kề liền với môi của anh dường như vừa chạm tới được thì trong đầu của dương lúc này lại hiện ra một hình ảnh khác một cô gái trong trèo dịu dàng nói lời cảm ơn anh vì đã bằng bỏ vết thương cho cô ấy ánh mắt đó vô cùng kiều diễm và rạng rỡ chiếm tròn trái tim của anh không dương đẩy tay ra em là quá khứ tươi đẹp của anh anh rất là thương em nhưng anh không thể cứu vãn mọi chuyện được nữa chỉ có thể dùng hết sức mình để giúp em và em trai em thanh thản nếu có kiếp sau anh sẽ không để cho ai chia rẽ tình cảm của chúng ta nữa nói rồi dương liền kéo buộc sợi dây thừng vào chiếc dương gỗ ảo ảnh của tuyết phương mờ dần rồi biến mất trong làn nước dương gấp gáp ngồi lên trên mặt nước trèo lên thuyền rồi hợp sức cùng thầy kéo chiếc dương lên cha xin một chút máu của cháu Thu gắng gượng đứng dậy câu mày cắn mạnh vào đầu ngón tay rồi đưa ra thầy lòng kéo tay của thu tới gần chiếc dương đầu ngón tay bắt đầu nhỏ từng giọt chín giọt máu vừa rơi xuống thu được giang hiệu thu tay lại Chiếc giường ủng ụp sôi lên như là siêu nước đang sôi. Thầy Long lại dán xuống hai lá bùa trắng, một lá bộ đen, bốn ngón tay chập lại với nhau để bắt đầu niệm chú. Xe xích quấn quanh giường cháy rừng rực rồi tàn chảy như là keo nến. Một thứ mồi kinh khủng bao phủ đến toàn bộ không gian quanh hồ. Chiếc giường cuối cùng cũng đã được mở ra. Bên trong nhảy nhụa những thứ dịch nhảy xanh đỏ đen trông rất là buồn nôn toàn bộ hai cốt trắng ẩn như là phát ra dưới ánh đèn pin oán khí đen sì cũng từ đó mà sộc lên vô cùng đáng sợ lập tức trong không trung tiếng gầm gừ như là quỷ khóc ma gào vang lên lúc gần lúc xa thảo đứng ở trên bờ thấy tóc gáy dựng ngược ở gan bàn chân có khí lạnh bốc lên thảo mau mở chiếc hộp thảo đang lo phòng chức tránh sau nghe tiếng thầy long gọi thì giật mình ậm à, vâng Cô lấy ngay trong chiếc túi trước mà thể Long đưa có một chiếc hộp nhỏ làm bằng thiếc. Vừa mà nắp hộp ra thì một ngọn lửa xanh lam bay vọt lên không trung rồi đuổi theo một làn oán khí đen đặc kia. Nó đuổi tới đâu ra sức nuốt đến đó. Oán khí dần dần bị nuốt sạch. Dường như là nó đã no nê. Nó quay trở lại với chiếc hộp thiếc. Đóng lại đi. Thảo nhận được tín hiệu liền lập tức đóng chiếc hộp lại cất gọn gàng vào trong túi vải. Mặc dù không biết đó là thứ gì, nhưng qua màn vừa rồi cũng đủ hiểu, cô cảm thấy kinh sợ đến nhường nào. Xong xuôi thấy lòng lại bước tới chỗ của Thu, điểm các huyệt trên đỉnh đầu, hai vai và sau lưng. Tức thì một làn gói đen đằng bốc lên, cơ thể của Thu bắt đầu bình thường trở lại. Khi cô ấy tiếp xúc trong môi trường hồ nước đang nhiễm oán khi nặng nề, lại tiếp xúc với chiếc dương, một luồng án quý đã vô tình xâm nhập vào trong cơ thể của cô ấy người dương không chịu được sự công phá của thứ thuộc về âm giới cho dù chỉ là một chút ít cũng đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng cho nên bắt buộc phải giải trừ phong ấn ngay khi mà phóng thích oán ký liền đem nó triệt tiêu đi thì mới ngăn được nó lại gần xâm nhập vào cơ thể cô ấy để làm vật ký sinh hoàn toàn mọi người nghe xong thì ai nấy cũng đều tấm tắc khen thầy long cao tay những câu chuyện bí ẩn cuối cùng cũng được giải đáp. Nhưng mà còn những kẻ sát nhân kia thì sao? Thu và Thảo cũng nghe thấy Dương nói những gì mà anh thấy được lúc ở dưới hồ. Trong lòng không khỏi xót xa cho Tuyết Phương và căm hận hoài. Chờ đó, Thầy Long liền ôn tồn nói, trên đời có luật nhân quả, ai rồi cũng không thể thoát được cái nghiệp mà chính mình đã dèo xuống. Mọi người liền gật đầu đồng tình, sau đó thì cùng nhau rời khỏi khu đất trống một năm sau thì khu đất bị bỏ quên trở thành một địa điểm homestay đừng giới trẻ vô cùng yêu thích việc kinh doanh của hai cô gái trở nên vô cùng thuận lợi thu quyết cùng cũng ở lại bên dương đừng mọi người hai bên vô cùng ủng hộ tuy nhiên thì số phận của người khác thì lại không được hạnh phúc và vui vẻ như vậy hoài từ sau khi thấy trên tv báo chí đưa tin tìm thấy một bộ hài cốt trong khu đất trống tinh thần đã rơi vào trong hoàng loạn ngày nào cũng nói năng điên cuồng đêm thì luôn luôn gặp phải ác mộng cô nghe rõ một một những tiếng tích tắc của tiếng đồng hồ chầm chậm từ tốn cái yên tĩnh chết người bóp nghẹt lấy tâm tưởng của cô trong ánh sáng nhờ nhờ của ngọn đèn điện bốn bức tường trong căn phòng như là thu hẹp lại Căn góc phòng nơi đèn không chiếu tới Nhưng lại càng tối tăng thêm lạnh lẽo thêm Mồ hôi trắng của hoài túa xa Làn xuống chạm vào trong khóe mắt Cơ thể của hoài nóng mà cũng có thể vì áp lực trong lòng Cô dần giật mắt mấy cái vì cay Nhưng tuyệt không dám nhắm mắt lại Trên một tiếng xét văng lên khiến cho cô giật mình Cánh cửa sổ phòng chưa đóng kín bật tung Cô vội vàng ngồi dậy chạy đến đóng cửa Trên cô giẫm vài một thứ gì đó nhờn nhớt nhảy nhụa cúi xuống nhìn hoài kinh hãi nhận ra đó là máu máu váy loang lộ trên một chiếc váy của cô cô trợn mắt nhìn lại đôi tay của mình lúc này cũng đang đẫm máu máu ở đâu máu ở đâu ra vậy cô quay nhìn lại chiếc giường trong căn phòng của mình cô khít đảm trên giường giữa mớ gối chăn đệm trắng tinh sẽ có một cô gái nằm đó đầu cô ta ngửa xa mắt mở trừng trừng trần ngược trong mắt như là muốn lồi cả ra ngoài máu từ miệng cô ta vẫn còn đang chảy ròng ròng nhéo xuống nhộm đỏ cả giường cái miệng đỏ nhếch lên cười cái nụ cười ma quỷ đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh hoài kêu lên đầy khiếp đàm lùi nhanh về sau rồi bất ngờ ngã từ trên cửa sổ phòng của mình sẽ đêm tiếng sấm chớp đi đùng một thân người dây bẹp dí dưới sân máu mẹ bị nước cuốn đi thích cả cái miệng vẫn còn đang há rộng đôi mắt mở trừng trừng đầy sợ hãi chân tay cái xác gãy dập trông rất là kinh hoàng xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo